À, cảm ơn con gái đã cho các cháu sữa và gấu bông. Mẹ Hương chân thành cảm ơn rất nhiều. Mẹ có quay clip lên đây ha. Đó, từng em một đó, để cho con thấy ha. Ôi, cô gái Bắc Giang đây. Cô gái Bắc Giang dài thòng loàng đấy. Đấy, nó đắp chăn nó ngủ. Gấu đỏ đây. Ôi giời. Hoa hồng đỏ đây. Đây gấu đây, gấu đây, gấu đây. Đấy. Con cảm ơn đi. Con cảm cảm ơn con rất nhiều. Rồi tiếp tục cho con gì? Cho con gỡ ôm và sửa cho mấy em với lại cây bằng trại đánh giang. Con cảm ơn cô rất nhiều. Đây. Đây. Nào. Vẽ gần này. Ôi giời. Đấy, sữa đấy. Quay. Ơi. Trường Giang. Được rồi, được rồi. Thôi giải tán, mang đi lên 202 hay mai mang. Giờ mẹ mang lên cho nó gọn. 202. Không mà qua, chưa xài. Cái này còn được chụp ảnh nữa. Ơi Khang. Mát thế. Nó còn chụp hình nữa. Bắt chụp hình, chụp ảnh. Bọn này sướng à. Nằm nôi. Thôi nằm nôi cho nó dễ ngủ. Tưởng tôi lấy trong da tôi chùm lên. Nằm nôi nó dễ ngủ. Ừ, cho nó ấm. Bỏ cái dưới này nó lăn lóc không chịu ngủ. Ai? Cái dưới này nè. Nằm dưới nó không ngủ. Thôi kệ nằm nôi cũng được cho nó ấy. Hả? À. Nằm nôi cũng được, người ta cho nôi giờ đây đi cất nôi. Thôi nằm đi, sử dụng đi. Người ta cho mình sử dụng để đi cất nữa, nói chuyện gì. Cháo này, sữa này. Sữa. Hai phòng nhé cả nhà. Hả? Mang lên 202 cất. Ôi!